Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về hoạt động giám sát môi trường và công tác quản lý chất thải tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đồng thời đính chính một số thông tin sai lệch về công tác giám sát quản lý chất thải tại đây. Theo Tổng cục Môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã xả thải 26.000 m khối một ngày. Được xử lý tốt cả sinh hoạt, sinh hóa và chất thải rắn. Chất thải rắn của Phomosa được chia thành 14 loại với 64 danh mục chính và được quản lý theo 3 nhóm. Nhóm chất thải được hợp chuẩn, hợp quy, hàng hóa bán ra bên ngoài hoặc tái sử dụng tại Phomosa riêng đối với các loại sỉ thép, phát sinh 2.500 tấn một ngày. Tổng khối lượng phát sinh là 1.141 1.141.800 tấn sử dụng công trong công trình giao thông và vành đai cây xanh trong nội bộ nhà máy là 230.000 tấn, chuyển giao cho các nhà máy xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng là 21.600 tấn, hiện đang còn khoảng 881.400 tấn được lưu giữ an toàn tại 3 bãi chứa xỉ thép ở trên bờ.